Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngoài để tiếp tục về series Vua Đầu Bếp. Thì ngày hôm nay là chúng tôi sẽ làm tất cả các món ăn với sữa chua các bạn nhá. Thì ngày hôm nay chúng tôi vẫn chia làm hai đội, đội xanh, đội đỏ. Đội đỏ có tôi với Hiếu, đội xanh có Côn với Hưng. Và chúng tôi vẫn chơi 3 vòng thi, đội nào có tổng điểm cao hơn đội đó sẽ giành chiến thắng. Và giải thưởng dành cho đội chiến thắng sẽ là 1 triệu đồng. Giám khảo quyền lực ngày hôm nay vẫn là Phòng nhá. Hôm nay anh em mình lại thắng à? Đội bên kia có tập là thắng anh em mình chưa hay hôm nay anh em mình thả? 10 ngày hôm nay là anh em mình tổng thu nhập cũng ăn đủ đấy. 3-4 triệu đấy. Thế hôm nay anh em mình thả? Vẫn ăn. Ờ các bạn ơi, hôm nay sẽ là vua sữa chua các bạn ơi. Thì không nói nhiều các bạn ơi, anh em tôi sẽ nhất quyết chiến thắng thôi. Sau bao nhiêu lần hòa rồi. Em ơi, hòa đấy là bên nó ăn may, nó bên nó suýt với mình nhỉ. Rồi ok nhá các bạn nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trận chiến thôi. Thì món đầu tiên là món sữa chua mít các bạn ơi. Đúng tủ của Hưng với tôi, hai anh em đi ăn chè suốt ngày gọi sữa chua mít các bạn ạ. Thì sữa chua mít thì làm cũng đơn giản thôi các bạn ơi. Đơn giản các bạn ơi. Đồ đạc ban tổ chức đã cắm hết rồi. Thì bây giờ tôi sẽ làm nhá. Đúng rồi anh, mít thì chúng ta thái vừa vừa thế này thôi các bạn ơi. Không to quá mà không dày quá. Đúng rồi, đây là mít ở bên Campuchia đấy chứ không phải là mít ở đâu đâu. Các bạn ơi, tôi sẽ đổ hai hộp sữa chua nhá, sữa chua hy nạp các bạn ơi, chứ không phải là sữa chua đơn giản đâu. Thì các bạn ơi, nhắc đến cái món sữa chua này thì tôi lại nói chung là lại nhớ đến Hiếu các bạn ơi. Trước đây Hiếu với Ngọt cũng làm trong cơ sở, gọi là cũng mở quán đồ ăn vặt này. Nhưng mà anh biết sữa chua độc làm được gì anh ấy? Em ơi, tô cả bằng vôi. Là tô bằng vôi nên để làm sữa chua đấy các bạn ạ. Em ơi, vụ thực đấy sự làm gì anh chả biết. Bị đấy, công an nó vào làm việc tí là đi tù, không có anh thì lại đi tù thế rồi. May có anh. Mất vệ sinh an toàn thực phẩm các bạn ơi. Sau khi tôi đã đổ hai cốc sữa chua mà tôi thấy là nó cũng vừa ăn rồi đấy. Em ơi, thế vừa này nhiều chưa? Anh ơi, thêm hai một cái nữa. Thế nữa. Ok. Thế thôi anh ơi. Thì các bạn ơi, quan trọng nhất vẫn là gọi là để làm sao ấy, khi sữa chua nó hòa quyện, gia vị nó ngon ấy, thì tôi sẽ kết hợp cùng cả sữa ông thọ và một sữa cốt dừa đấy các bạn nhé. Nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Đấy, okay. Giờ anh cho anh ơi, em đừng có thừa đường quá anh ơi. Cho okay. vừa thôi, phòng okay. mấy hôm nó em nghe mà bệnh án của nó giờ đang thận điếc nặng lắm rồi đấy. Rồi đấy các bạn ơi, cho vừa thôi. Ok. Thôi. Tốt. Rồi, anh đổ thêm tí này vào đi, xong để em quấy đều lên. Tốt. Em ơi, mấy cái vụ đấy vụ cú rồi em ơi. Cú. Em kể cái vụ mới đi. Thì vẫn như thế thôi anh. Vẫn hôm qua hai hôm đấy, bây giờ lại không đi cào đôi kê chạy lợn nữa rồi. Lại lên hẳn Từ Sơn anh ấy. Lên chùa Dận anh ấy. Lên chùa Dận bây giờ lại món mới anh ấy. Tất cả combo tầm quất, massage. Đầu tiên là hát này, tầm quất, massage. Xong bắt đầu lại xông hơi. Xong bắt đầu nhưng mà nói tóm lại là vẫn không trả tiền. Vẫn không trả tiền anh ấy. Thế bị chúng nó treo ảnh ở cửa chưa? Vẫn treo ảnh anh ấy. Chán thật, tệ lắm. Rồi em tiếp tục đi các bạn ơi. Thì anh quấy lên đi. Tôi đi. Cho đủ đấy, gia vị đúng rồi đấy, các bạn ơi. Quấy nhá. Các bạn ơi, quấy phải thật là đều đúng các bạn ạ. Đúng thì vừa đấy. Lấy cho sữa chua với cho sữa ông thọ vào mà đảo không đều chốc nữa, trọng tài ăn lại chỗ ngọt, chỗ mặn, chỗ nhạt thì là thất bại nhá các bạn nhá. Và món đầu tiên là món sữa chua mít các bạn nhá. Đấy thì là ban tổ chức đã cung cấp khá nhiều đồ đây gọi đây, sữa chua, sữa ông thọ và nước cốt dừa. Ok. Thì bây giờ là Hiếu ơi, nhiệm vụ của mày làm gì đấy? Em thái cái miếng mít để thả vào, còn anh nhiệm vụ của anh là xay làm sao để có cái tinh dầu vàng. Nhưng mà vàng này cho nó đẹp, nó sông sánh lên trên cho sông sánh, được chưa? Ok chưa? Tốt, đấy. Còn em sẽ là người thử gia vị. Ừ, vớt ở đây em. Rồi đấy, đây hai miếng này thôi này. Để cho ok, hai miếng này này. Giờ tôi đã sẽ làm cái tinh dầu mít nhé các bạn nhé. Rồi, tinh không dầu phải mít. Tinh dầu mít mà là có nghĩa là chúng tôi sẽ làm một cái để cho nó lên để nó trang trí gọi đây. Rồi vừa nước thôi. Đó. Nó phải tưng đây thì nó mới xoáy được ạ. Các bạn ơi, lại nói đến mít này các bạn này. Côn với lại Hưng chuyên gia hai đến mùa mít là hai thằng chuyên gia đi ăn trộm mít xong về bán cho kiểu kinh doanh mít ấy các bạn này. Tôi không hiểu hai ông đứng mít cái gì các bạn. Không nào nữa. Anh đang nói ồn đấy, có nghe thấy gì đâu. Trời ơi em, anh cứ công sự đi. Đây là tôi xay ra để tí nữa tôi trang trí lên cho nó đẹp các bạn ơi. Đó. Khá là vàng các bạn ơi. Ok các bạn nhá. Rồi, đã xong rồi em ơi. Rồi, đã xong rồi, ok nhá. Nhấn nhạnh luôn các bạn này. Rồi, anh có câu chuyện gì cũng kể lốt cho mọi người xem đi. Có câu chuyện mít em sẽ kể lốt cho mọi người nghe ngay bây giờ luôn và ngay đây. Ngày xưa thì là nó có cái những cái mít mít gì nhỉ em nhỉ? Mít thái, mít dai, mít mật. Nhiều mít, nhiều loại mít đấy. Thì là cái loại mít mật thì nó thực sự là nó ăn thì nó sẽ nhấn nhạnh ấy các bạn ơi. Thì là Côn với cả Hưng thì hai thằng cũng kiểu cũng ở hay tham ăn nhưng mà mù làm. Các bạn ơi, bước đầu tiên tôi sẽ thả một ít ở bên dưới này trước. Đúng. Hiểu chính xác các bạn ơi.
Đấy, thả một ít ở bên dưới này nhá. Rồi. Ở dưới này. Tiếp theo là sẽ... chúng tôi sẽ cho nước cốt dừa, anh đổ nước cốt dừa xuống kìa. Không. Em xoáy ông thọ đi em. Xoáy nhiều tí nữa, xoáy nhiều vào cho anh. Đấy, các bạn đây. Tôi sẽ san đào cái này ra. Chúng này. Tôi là sẽ không khoáng lên các bạn nhá. Nếu mà khoáng lên là không phải sữa chua rồi các bạn này. Đó. Tốt, đấy. Rồi. Rồi ok nhá các bạn nhá. Rồi các bạn này. Sau đó là chúng tôi sẽ đổ nước cốt dừa. Cho ít ở xung quanh thôi các bạn này. Nếu mà nhìn một cái bát sữa chua mà nó cứng nó đẹp chứ ai lại nhìn khác gì cắm lợn đâu, vừa anh thấy mấy kia nó khoáng lên em mà. Thôi, vừa thôi. Xong vừa phải các bạn nhá. Sau đó là chúng tôi sẽ đổ sữa chua lên trên này. Chính xác các bạn ơi. Được chưa? Ok chưa? Em đã đứng đổ thành hình đi, em úp xuống. Rồi các bạn ơi. Quá xinh luôn, tiếp. Một chúng hộp, như thế này mới gọi là đúng là sữa chua. Một hộp nhá. Chưa xong một hộp nữa đi em. Một hộp sang góc bên này. Thế này mới gọi là sữa chua. Sữa chua mít. Úp luôn này. Đấy. Xinh luôn. Rồi. Bây giờ em giải đi. Sẽ giải tiếp cái sữa muối mít lên nhé các bạn nhá. Sau đó là tí nữa trọng tài ăn là sẽ thưởng thức. Rồi các bạn ơi, cũng khá là ok. Ô sao bên mình làm đơn giản thế hả? Đơn giản. Quá xinh đấy. Để dừa lên đi. Em ơi. Tiếp tục là một cái rất là quan trọng nhé các bạn nhá. Đây là dừa khô các bạn ơi. Đó. Dừa khô tôi sẽ giải lên trên. Đó. Và tiếp theo là nước màu tinh chất mít. À, tôi sẽ giải đây, các bạn này. Tôi sẽ à, các bạn này. Ok các bạn nhá. Rồi. Như vậy là anh em chúng tôi đã xong món đầu tiên là sữa chua mít nhá. Ok. Bây giờ chúng tôi sẽ đợi ban giám khảo đến chấm điểm nhá các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, Hưng ơi, em thử đi xem vừa chưa rồi các bạn ơi. Thì tôi sẽ cho một ít sữa ông thọ vào đây nhá. Các bạn biết làm gì không? Ui giời ơi. Thì tôi sẽ xay hai cái muối mít này ra này. Để cho nó nhuyễn nhuyễn này, tôi đổ lên mặt để trang trí. Nhưng mà không cho nước vào, không biết nó có rời ra không. Tôi thử nào. Ủa, tốt, được. Nhưng được, mà lắp xong vào đi. Xong đi, cố lên em giữ được. Em ơi, vẫn phải cho tí nước vào mới được. Ừ, cho nước vào đi. Ờ. Cho tí nước vào mà. Anh ấy làm, bệnh án của phòng nó cũng nặng lắm rồi. Được, không sao em ơi. Đấy. Mình là đầu bếp chuyên nghiệp mà. Anh mình xay nó ít quá nó lên thành hết giờ mình sẽ đẩy nó xuống tí á. À. Ui các bạn ơi, mít sấy à mít xay thơm thế các bạn ơi. Cái món này thì nói chung là rất là dễ ăn các bạn này. Ăn vặt thì rất là ngon. Đấy. Ra nước gì cần ra một tí nước thôi anh cô này. Đứng anh ơi, đổ đấy. Em ơi, vẫn lại cho tí nước lọc mới được. Rồi. Bắt đầu trước cấp tôi thì nước lọc đi. Thì nói chung là các bạn ơi, để muốn tạo nên cái màu đẹp ấy thì anh Côn đang muốn tạo nên một cái màu vàng nhá. Em vừa thử lại chưa? Ngon rồi. Ok chưa? Anh yên tâm đi, ngon rồi. Ờ tốt. Anh yên tâm đi, rồi em cho mít vào được chưa nhỉ? Em cho vào luôn cho em ơi. Luôn. Các bạn ơi, cái món này thì khá là đơn giản thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, mít thì tôi sẽ cho tự do nhá và tôi sẽ không quấy đều nên là tí ban giám khảo quấy lên thì nó sẽ đẹp hơn. Tốt. Đấy. Ờ các bạn ơi, giờ tôi về tính là để làm cái này để làm nước cốt vàng để trang trí ở đây mà không biết có thành không các bạn ạ. Cho này lại sợ nhiều nước quá. Không nghe cho chỉ cần đấy thôi. Đó tốt, thành rồi đấy. Em ơi nhưng mà... Thành rồi. À, vừa lấy... Không, ngay từ đầu mình cho nước trắng này không thì mít này nó vàng được. Mới đầu mình cho ít nước cốt dừa bây giờ nó thành trắng rồi, em đổ cái đấy vào đi. Rồi các bạn ơi, tôi sẽ cho mít vào nhé các bạn ơi. Để các bạn nhìn này, những sợi mít của tôi này, thả vào xuống này. Đấy, đúng bài. Ủa, chưa? Em ơi. Đúng bài chưa? Giờ cái này nữa nè. Từ à. Con ấy tư, để em thả tí mấy lên đó. Thả gì? Mứt dừa các bạn ơi. Ừ. Em ơi, thả lên cho đẹp thôi, đằng nào chốc trọng tài ăn, trọng tài trả đảo lên ăn. Anh ơi, quan trọng hình thức chứ anh, trọng hình thức chứ. Thế thì anh đổ cái này ra một góc à? Anh đổ cứ... Đổ ra dìa hết tất cả nhá. Không đổ ra dìa, anh cứ đổ chêm lên đấy cũng được. Ui giời ơi. Em ơi. Hả? Ngon mà. Ừ, không sao anh ơi. Giống cứt thật. Giống chuối thế. Rồi các bạn ơi. Trông nhìn thế này thôi, cứ ăn cực ngon luôn. Đảo lên mà. Trông này, trông cho ta ăn đảo lên mà quan trọng là vừa vặn. Rồi các bạn ơi, vậy là chúng tôi đã xong món đầu tiên là sữa chua mít nhá các bạn nhá. Thì giờ chúng tôi chỉ đợi trọng tài đến chấm thôi. Rồi các bạn ơi, thì sau một thời gian thì nó ăn sữa chua mít cũng lên bàn nhá các bạn nhá. Đấy thì bạn này nhìn về hình thức này. Thì bên này thì tôi thấy trang trí cũng khá đẹp.
sữa ra sữa và mít ra mít, dừa ra dừa các bạn ơi. Chỉ bên này tôi lấy lùng củng nhưng mà được cái đầy đặn các bạn ơi. Em lùng sao lại gọi là lùng củng? Người ta trang trí là dừa một bên, mít ở giữa và cái nước cốt ở một bên như gọi lùng củng. Phòng đầy đặn thì đầy đặn. Em đây gọi là cái vun kiểu giống kiểu không. Ngày xưa mình hay đi thu rác ấy nhỉ. Đầy vun ở giữa. Đầy đặn thì tôi công nhận. Bạn hiểu không? Nhưng mà vấn đề trang trí thì tôi không thích không. Nó không thích hình nhìn, nó không thích hợp, tôi không bắt mắt. Rồi không bắt mắt thật sự. Rồi cái mắt thẩm mỹ của tôi nó không thấy bắt mắt. Bên kia nó chỉ gọi vun như đống rác rồi vun trộn lên. Anh em vun sao lại vun đống rác? Cái khác gì em ơi? Nó nhọn lên. Thế nên là anh xung quanh bên xung quanh dìa thì nó không có. Anh ơi, thế bên em cũng rác nhưng mà bên anh rác đầy hơn. Bây giờ tôi bên anh cũng rác đầy hơn. Bây giờ tôi phải nói như thế này này, một bên nào cũng có cái gọi là cái lý của riêng và lý của họ. Còn một bên đầy, bên kia trang trí, bên tôi lại đầy, bên kia lại vơi đấy, thì trọng tài thích chấm thế nào thì chấm đấy, là chỉ cho nó cân bằng vào. Cho hai bên nó gây áp lực rồi qua không tìm đối đập nhanh quá các bạn này. Thì nói chung là cái vấn đề hình thức thì tôi chấm hai bên đều 3 điểm các bạn nhá. Rồi, hợp lý. Mỗi bên đều lép đẹp riêng. Bây giờ tôi sẽ thử đi bên này các bạn nhá. Bệnh án của bạn chưa dày. Đào lên, đang dày lắm. Thì an toàn hột hết. Bạn này bạn cứ đấy, bạn đảo đều lên đấy chứ giống sữa giống mít ở quán không? Các gì đâu mà. Ô, đảo hết đều lên, ăn cả dừa chứ. Dừa á? Đảo hết đều lên chứ. Ăn sữa chua phòng đùa, bệnh án đầy mà không đấy. Ăn. Thế đúng tốt. Khả năng phòng nó chưa đi ăn sữa chua và sữa chua mít vợ thật bạn. Nhìn cái cách này không biết ăn rồi. Chua. Ăn cả hột thế đắng đấy. Không bị hơi đắng đắng. Không đắng đâu. Anh ngọt đừng có ui rồi. Giờ bạn đảo bây giờ nhá. Ra ngoài ấy. Đấy, sữa chua chua nó phải thành đảo bên cục dưới như thật. Lên, đảo đều lên. Đảo đều lên. Ý giời thế. Đùa. Khác gì nhau. Khác gì nhau đâu. Thế chả phải đảo, ăn sữa chua chả phải đảo. Sao anh ngọt đùa khi nghĩ nó cứ thế nào. Thế giật cái nào chả phải đảo em. Rồi thử bên này nha bạn nhá. Bạn thử đi, bên đấy là ngọt quá đấy. Tính nó đậm hơn bên kia, ngon hơn nhậu. Em phải đào cả cái sữa, cả cái mít song sánh đào, đào lên nên em đào đủ ấy. Ăn em ra quán em thì nghe em được đào ở giữa, xong em xúc giữa em ăn, xong đào ấy à. Phòng thì nó ăn vặt nó cũng kém, nó ít. Còn bệnh, khả năng... bệnh án nó bây giờ đang nhiều, cũng sợ. Khả năng đấy mà. Cứ thử đi, trọng tài chưa nói vội để cả đôi bên thử của nhau đã. Được. Chấm chéo hả? Chấm chéo. Rồi trọng tài có thấy vụn ở bên này không? Chốc bên kia thấy đấy. Tí trọng tài chưa ý kiến gì anh cô này, cứ bình tĩnh. Xong là tí trọng tài bọn em sẽ các ý kiến. Bạn ơi, tôi đang quay không được nói nha. Các bạn đi ra quán không bao giờ mà cái bát nó đầy vừa vù như bát ngọt đâu. Vị tôi bên này thấy vị bên này vừa hơn. Bên này nó vị chua chua. Tốt. Ô, sữa chua mít là phải vị chua chứ hả? Không, nó không có sữa. Chua. Sữa mít nó phải hơi ngọt ngọt, thanh thanh như anh. Kiếm đi em ơi. Anh em không kiếm được những cái vết nhơ đâu. Ăn sữa chua không thôi, bỏ đừng ăn dừa. Sữa chua mít là phải ăn nó đồng hết chứ. Không, cái đồng cái đấy chứ. đồng ăn riêng rồi. Còn cái ăn nếu mà muốn nó vị của vị của cái sữa chua thì phải ăn cái ăn sữa chua không. Ăn lúc nào cũng phải đảo đều như này này thì trông ăn trông bẩn. Thế là các bạn này, ăn uống. Bao giờ nó ra đầy đảo. Đây là cái hết nè. Đây là quan trọng là cái trọng tài vừa nó đảo khuấy mạnh quá. Ăn uống trông bẩn thỉu cũng chịu được. Trông nhìn bôi nhách thật. Thế nào em? Ăn vị không. Lại ngon à? Lại lại ngon à? Liêm khiết đi. Nói thật đi. Vị không là không đậm bên kia được rồi. Vì bên này nó là tưới ăn nhiều thế. Từ từ, chưa nói vội. Em đã ăn bên này chưa? Từ từ. Nhưng mà tôi sẽ thử xem bên ngon. Ui đấy, ui đấy. Ngon à? Bây giờ để em nói trước này. Em nói đi. Để đầu tiên đấy, để tôi nói về mức độ loãng bên này quá loãng. Cái thứ hai bên loãng bên nhạt. Cái thứ hai nữa là ăn bên này không đậm vị bằng bên tôi, đấy là tôi khẳng định tôi nói thật, không nói sai. Đậm đấy vị là về vị gì? Anh ấy đậm tức đậm là về, tức về, là anh ấy vị chua hay là vị ngọt? Cả nước cốt dừa, cả sao vị nào? Mít, cả vị sữa chua, cả vị sữa ông thọ. Đấy. Tốt, Hưng ơi, em thuyết trình tốt. Còn bên này ăn thực sự nhá, nói thật là hơi loãng. Loãng quá. Thực sự đấy, anh ngọt ăn đi. Cho đây xem nào. Anh ngọt ăn đi. Rồi bây giờ đây, bây giờ bắt đầu Hiếu trình bày đi. Rồi. Rồi. Nói chung là nếu mà vị của tôi ấy thì vị của tôi ăn như này là vừa. Tốt, còn vị bên này? Còn vị bên này thì nói chung là không hợp khẩu phần là ngọt quá. Chắc chắn rồi, chắc chắn đối thủ. Không, đấy là tôi công minh thôi, tôi công minh đấy là vị của tôi ăn. Còn trọng tài bây giờ vị nó vừa như nào đấy là quyền của trọng tài thôi. Tôi chỉ nói như thế thôi, không nói nhiều.
không thuyết minh các nhiều. Bạn này chúng tôi ăn bên này vẫn tranh cãi nhá, còn quyết định vẫn nằm ở trọng tài các bạn này, quyết định vẫn nằm ở trọng tài nhá. Tôi quyết định vẫn nằm ở trọng tài, ngon hơn được các bạn ơi. Quyết định vẫn nằm ở trọng tài. Trọng tài mình thử nào, thử trọng tài nó quyết định, quyết định giữ nguyên ý chí rồi anh hiểu không? Thế này mà sao bên này lại ngon hơn được bên mình? Em biết làm sao được, vị thằng mồm thằng trọng tài em biết làm sao được. Trong bên này mà bỏ chua. Bên mình không đặng vị ở bên này. Chua. Bên này là bị ngọt quá. Không mờ ngọt anh ơi. Tôi này tôi không ăn được. Sợ là không ăn được anh. Rồi, phòng quyết định đi. Bên này 8, bên này 7,5 nhá. Ok. Rồi bạn ơi, thì sau vòng đầu tiên thì đã có sự tranh đạch nửa điểm nhá. Đội đỏ cố gắng lên, vòng thứ hai sẽ là sữa chua xoài các bạn ơi. Ok. Các bạn ơi, như vậy là qua vòng đầu tiên thì anh em tôi đang bị thiếu 0,5. Nhưng mà các bạn xem clip thì các bạn biết là bên nào nó quy trình nó đúng hoặc là nó các bạn hay ăn sữa chua mít thì các bạn biết các bạn nhá. Nhưng mà sao mấy thằng kia nó ăn mặn, nó ăn, đậm, ăn ngọt chứ nhỉ? Phòng nó cũng ăn ngọt, mình anh em mình ăn nhạt anh hiểu chưa? Ừ. Anh em mình ăn như thế nó vừa. Các bạn đồ ngọt mình không thích ăn ngọt lắm. Bây giờ thì mình chỉ tăng độ ngọt lên tăng đi xem tí ở phòng nó chấm thế nào nhá. Và này mình đảo lên đi. Đảo lên ừ thôi. Cũng như thế thôi. Không đảo lên thì nó lại không đúng quy trình đâu. Không đúng quy trình nhưng mà thằng trọng tài nó làm nó có nó thấy theo quy trình đâu. Nó không biết cái gì đâu. Tốt. Thì mình bây giờ mình chả chơi đảo khuấy như cắm lợn lên. Đúng, là xong. Em có cần lấy một canh mình chính anh cho hết vào. Có. Rồi các bạn ơi, anh xay cái này đi. Mấy miếng em. Đây cho chỗ này thôi. Rồi các bạn ơi. Sao mà vợ tôi vẫn làm cái nước cốt xoài để tí tôi cho lên để tôi trang trí các bạn nhá. Thằng trọng tài nó có chấm quy trình đâu mà anh cứ đòi làm theo quy trình làm cái gì? Theo thông tin mật mới nhất thì là hôm qua thì phòng với cả Hưng hôm qua trúng 100 điểm lô. À, quên thôi, mình thái ngu rồi, thái chéo phải đẹp không? Hai thằng nó hôm qua nó có kế hoạch riêng. Thì anh nghĩ là đôi khi một số cái quan điểm nó khả năng là nhất quán rồi. Nhất quán khả năng hai thằng đấy, khả năng nó lại đi đêm với nhau. Đêm với nhau rồi, hai thằng nó đi chạy lại với nhau rồi các bạn ơi. Đi chơi thiệt thòi rồi, thiệt thòi mới đẻ luôn. Đấy em có câu chuyện gì kể đi em. Đấy câu chuyện thiệt thòi của anh em mình đấy, chúng nó đi ví dụ với nhau đấy. Nó mới cay ở chỗ đấy đấy, chạy loạn ra ba cô rồi. Ở câu 18 rồi. Có nghĩa là anh em chúng tôi nhá các bạn nhá. Vì có nghĩa là làm về đầu bếp này nhưng mà vẫn phải là phải hợp với cả trọng tài cơ. Đúng rồi. Chứ nấu ngon thì chưa chắc nó phải cách đâu. Các bạn nó phải thích mình cơ. Đúng rồi. nó phải chúng nó cùng mình đi cùng mình cơ, mấy ấy cơ. Thằng Phong mấy thằng Hưng thì nó hay thật sự là tối đến là hai thằng hay giấm dúi nhau lô đề. Nó trúng phát là nó lại đi xa các bạn ơi. Rồi các bạn, đã xong đấy. Rồi là em thái kiểu này đi. Em cứ thái kiểu nào cũng được. Ừ. Đây là sữa chua anh ấy đi. Sữa chua xoài các bạn nhá. Anh bóc cái kia cho những cái kia vào đi. Em ơi, làm gì có gì em bây giờ em đặt một đây sữa miếng chua này. Đặt một hết ở dưới này đi, cho vừa phải thôi các bạn ơi. Đấy, đảo khuấy đều lên. Ừ. Để giải một số cái ở dưới thôi em. Bây giờ anh em mình sẽ em phải khuấy hết, bây giờ anh khuấy hay là đặt hết cả lên trên đi. Khuấy đi, khuấy những cái kia gia vị thử đi xong mình đặt xoài lên trên. Anh với chúng tôi bây giờ sẽ không làm theo công thức khung kiểu công quy thức trình bây giờ nó thằng trọng tài nó tốt nó nắm bắt được công thức nữa mà anh cứ làm theo công thức nó mới gì nhỉ. Bây giờ lần này là anh em mình sẽ tăng nồng độ đường lên đi các bạn nhá. Tăng nồng độ ngọt lên cho em. Rồi các bạn ơi. Tôi sẽ cho đại thằng trọng tài nó nói em ơi, ghét thằng trọng tài ấy. Em ơi, bây giờ mình sẽ cho 2 hộp sữa chua hay 2 hộp rưỡi em. Tất tay 2 hộp thôi. Ban tổ chức cấp cho nó có thế thì cứ quất 2 hộp vào cho em. Ok các bạn nhá. Tôi sẽ cho 2 hộp sữa chua. Thêm sữa ông thọ các bạn nhá. Rồi. Em lần này tôi sẽ tăng độ ngọt lên một tí này. Em cái đấy cho ít thôi, nước cơm rồi ít thôi thôi. Rồi, các bạn này, thế thôi, không cần phải nhiều. Không phải nhiều quá. Tại vì chủ đạo là sữa chua. Là sữa chua các bạn này. Món này là sữa chua chứ không phải là sữa chủ đạo là sữa ông thọ được, mà nó cứ bắt ngọt thôi là nhàn. Đấy, em ra để em thử đã. Bây em lấy mùm sắt của em thử đi. Chua chưa? Anh thế này thấy là thế này là chua Hiếu ơi. Không ngọt bằng vừa nãy đâu. Em cho thêm vào đi. Thôi thêm vào trọng tài. Lần này là nó bảo nhạt nữa thì các bạn biết rồi nhá. Tôi thôi quả này. Rồi bóc cái này ra. Nếu như anh em mình ăn thế này là cũng vừa đấy. Em ăn em anh ăn chỉ nhạt nhạt thôi. Được rồi. Ok. Anh có cho đặc quá không? Loạn quá thì nếu mà đặc quá thì phải cho thêm nước cốt dừa anh hiểu không? Bây giờ không đặc đâu, không nó phải hơi được đặc chứ ai cho nhiều cốt dừa gì em. Mình vừa lúc cốt dừa. Ok chưa? Rồi. Ok tốt nhá, để tôi từ tí em phải bây giờ làm phải xinh xắn lên em. Rồi. Ok thế này là ok đấy, nhưng mà không tí là trọng tài này. Rồi các bạn ơi. Như vậy là cái này là vừa. Nó phải thanh thanh làm được cốt xong, nhưng bây giờ tôi sẽ thả xoài lên này. Các em ơi, xếp thành hình thì không tí thằng trọng tài nó lại bảo là không thiếu đầy đặn.
tôi sấc lên cho nó dâng dâng lên tí em. Đấy, tôi dâng mà anh em xếp lúc nào chả đẳng cấp. Rồi, rồi. Bây giờ mình lại sẽ vun như đống rác đi. Để xem trọng tài ra trọng tài tí nó có bảo là như đống rác không. Nó mà bảo đống rác nữa thì kiểu gì vỡ alo luôn. Ờ các bạn ơi, nhằng nữa cho nó đi. Tôi sẽ cho nó đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thôi thôi vừa thôi, hiểu rồi, như thế đủ rồi. Cho nó như cái bãi dạ quá. Như cái đống rác luôn. Đủ rồi. Ok nhá các bạn nhá. Bây giờ hay là mình rắc ấy xung quanh, lạc xung quanh. Rắc cái này xung quanh nó chìm anh hiểu không? Thôi cứ cho như như đống rác đi. Đó. Tôi lại bảo vậy thôi. Đó. Xem quả này nó có bảo là như thế không? Là xinh nhé các bạn ơi. Tiếp theo là tôi sẽ nước cốt rốt, nước siro siro xoài. Cái này chạy xung quanh cái gì? Chạy xung quanh, cái đấy là chạy xung quanh cho em. Cứ cho đều đều lên cho nổi lên. Cứ cho nữa đi. Thôi em ơi, vừa không nó chìm. Rồi các bạn ơi. Ok nhá các bạn nhá. Có xanh có trắng nhá. Lần này đội tôi sẽ nhất định sẽ chiến thắng các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Vậy là qua món đầu tiên thì chúng tôi đang hơn nửa điểm nhưng thật sự chúng tôi thắng thật nhưng mà chúng tôi chưa hài lòng các bạn ơi. Món ngon hơn mà được hơn có nửa điểm thôi các bạn ơi. Thì món thứ hai là nhất định anh em mình sẽ vùi dập chứ Hưng. Vùi dập quá anh ơi. Mình làm, chúng tôi sẽ làm khác bên kia nhá các bạn nhá. À. Xoài của tôi sẽ tái hạt liệu. Cũng như là chúng tôi làm nước cốt thì chúng tôi sẽ làm đặc hơn. Ok. Như là chúng tôi sẽ có công thức riêng của chúng tôi. Chứ vừa tôi nghe ở hậu trường tôi nghe loáng thoáng là nói chung là bên kia thua nhiều các bạn ơi. Giờ lại đổi điêu các bạn ơi. Các bạn, tôi nghĩ rằng là sang tuần thì tôi nghĩ là trọng tài, tôi nghĩ là phòng sẽ không đứng được ở cái chân trọng tài. Tôi nghĩ sẽ phải đổi các bạn ơi. Bởi vì là bên kia nói chung là châm chọc rồi là dành những cái ngôn từ nó khiếm nhã, không được đẹp đẽ lắm các bạn ơi, dành cho phòng. Đấy các bạn ơi, giờ tôi sẽ đổ hai hộp sữa chua vào nhá. Anh cô em đổ vào nhá. Ok, tốt em ơi. Đấy, đổ sữa chua vào. Thì sữa chua hôm nay chúng tôi dùng vẫn là sữa chua của Vinamilk luôn. Ở bên Hy Lạp đấy. À, Hy Lạp à? Anh tưởng vâng. Vinamilk. Lạp. Vinamilk đâu, Vinamilk. Rồi. Rồi các bạn ơi, Hưng đổ sữa chua thì bây giờ tôi sẽ xay nước cốt xoài nhá các rồi. Bạn nhá. Các bạn ơi, nước cốt xoài thì chúng tôi sẽ làm, nói chung là chúng tôi sẽ làm đặc nhá các bạn nhá. Đấy anh ấy đừng cho nhiều nước vào. Cho đặc kẹt lên. Lấy anh tí nước lên. Không anh ấy không phải nước. Okay. Thế thôi. Không phải nước, đặc kẹt với em. Ui, thế này là cần chặt nước đâu, không chặt cái gì thế thôi. Thế thôi, thế thôi, thế thôi, thế thôi. Nhiều quá. Rồi, ta đi nào. Ok, ngay. Anh ơi, xoài này anh chủ chưa có ngọt không? Chưa, để anh thử. Tí anh chủ nước cốt cho nó ngọt không đã, mình sẽ cho vừa ấy thôi. Ờ, đây anh thìa. Ok. Ờ, các bạn ơi, bây giờ tôi đã thử nước cốt xoài. Anh thử nước cốt nào, ui, các bạn ơi, sánh sạch này. Thế nào rồi, nước ngọt không? Để em còn cho cái này vào. Nước cốt thì mình cho ít thôi. Nó à, chua chua đấy. Chua chua. Thế bây giờ em sẽ cho cái này vào nhá anh nhá. Rồi em cho đấy đi. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ thái xài hạt liệu. Em ơi, nhưng mà mình cho vào một góc như vừa lấy mình xem video hay là mình đảo lên? Anh ơi không, anh ơi như em nói đi. Ừ. Mình vẫn phải cho vào, bây giờ em sẽ đảo cái đấy này xong tí mình sẽ giải một lửa nước cốt ở đây này. Tốt. Mặt bên này. Tốt. Đấy một lửa xoài anh ấy lên hạt liệu xếp vào bên này. Ok em ơi. Vừa lên là xong. Làm theo ý em đây. Vâng. Tôi cho tôi vừa phải thôi. Tôi không cho nhiều sữa ông thọ các bạn ơi. Vừa phải thôi bởi vì tôi nghĩ rằng là mức độ ngọt như này nó đã quá ngọt rồi. Thật sự các bạn, nha đam nó khác với cái sữa chua bình thường ấy nhá, nha đam nó cũng đã ngọt hơn rồi. Đấy. Tôi đã đảo lên. Rồi, tôi sẽ thêm một chút nước cốt dừa này. Tốt. Xoài tôi thái hạt lựu đây nhá các bạn nhá. Đó. Nước cốt dừa thì này nó mới thơm. Hưng ơi, hạt liệu này được không? Anh ơi, tốt, to tí nữa cho em đi. To tí nữa, tốt. Thế. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, quan trọng nhất vẫn là chúng tôi vẫn mang khuy hướng của hình thức các bạn nhé. Rồi, đấy. Bây giờ thế nào nữa em ơi? Anh ơi, bây anh nếm cho em cái cốt này chưa? Xem nào, xem vừa chưa? Đảo đều chưa? Đảo đều rồi. Tốt em à. Được chưa? Thế nào? Tốt. Tốt. Thế tốt rồi. Thì bây giờ cái này mình anh không cần cho thêm đường nữa. Ừ. Tốt. Anh bảo tốt mà. Giờ sao? Giờ cho cái này trang trí thế nào? Đó, anh ơi. Cho vào một các bạn ơi, bây giờ đến khâu trang trí các bạn ơi. Anh ấy cái này trước đi. Cho dàn nó đi. Cho dàn một lửa. Một lửa. Ờ các bạn ơi, này nước cốt xoài này. Một lửa tràn luôn, một lửa che luôn. Thế làm sao che đầy vào? Thế, che đầy đi. Chưa? Rồi thế thôi. Tốt. Em đừng ấy trắng ra. Trắng gì? Không quan trọng, cái đấy làm gì tí mà. Rồi giờ xoài cho sang góc bên này. Cho một lửa hay là cho một góc? Cho một sang góc bên này. Thế cứ vứt ra đấy thôi. Thế. Anh ơi, em nghĩ là nhà còn xoài không?
Còn cho thêm nữa vào. Em là thế này anh nghĩ là nhiều rồi, nhiều nó chưa? Chìm xuống dưới nó rất là nhiều đấy. Rồi các bạn này, như này là cũng ok rồi đấy. Ok chưa? Cho tí dừa lên hả? Ừ. Cho tí dừa lên. Dừa mình cho vào dứa chứ. Vâng, dò dứa. Uầy các bạn à, thì cái món này thì nó khá là các bạn hình trước thôi. Thì chúng tôi làm khác bên kia để nhìn cho nó lạ mắt. Còn tôi không biết là ý kiến của phòng như nào. Giờ quan trọng là bạn phòng vào chấm các bạn ơi. Rất là vừa vặn, không ít quá mà cũng không đầy quá nha các bạn nhá. Thế này ban giám khảo đảo thoải mái không, thoải ra, mái, ngoài không ra ngoài bên ngoài kia được. Ok thế các bạn chúng ơi. Tôi sẽ đợi trọng tài đến chấm nhá. Rồi, tí sau một thời gian thì món sữa chua xoài cũng lên nhé các bạn nhá. Thì nhìn tổng quan về hình thức các bạn ơi. Đấy, và nhìn bên này thì tôi thấy là tôi nhìn là cũng tươi tắn nhưng mà cũng được. Bên này thì bên này cũng trang trí cũng có nét đẹp riêng, nhưng mà cái xoài này là nó bạn ơi màu, nhưng mà nói chung là về màu nó không đẹp bên này. Thì Phong ơi, nhưng mà màu này nó đẹp hơn. Phan này đẹp, Phong này đẹp, bạn nói này. Nhưng mà cái phong cách trang trí thì nó lại đẹp hơn bên này. Tốt. Sơn đẹp ở đâu? Xoài nó hạt nịu nhìn nó bắt mắt hơn cái xoài miếng dài ngoằng này. Bên này thích thái lan. Không, em thề với anh ngọt này này, nhưng chế bên xà lựu rồi hạt lựu đẹp hơn đấy ngọt đấy. Không ngờ. Chắc chắn là như là lựu nhìn nó sẽ xinh xắn hơn. Bên thái lan nhân hợp lý. Tôi nghĩ là hoa này hợp lý. Nói chung là bên này màu bên này tươi tắn là đẹp hơn, nhưng mà tôi thấy là bên này hạt lựu trang trí là cũng đẹp hơn. Hoa này nhân hợp lý. Nói chung là bù trừ với nhau này, hòa điểm mình trước nha các bạn nhé. Rồi. Mặc định nó là hòa rồi. Cơ. Phòng này em xiên cho nó cái. Xiên cái gì? Bây giờ tôi ra thử cho bạn nhá. Phải chấm lão nữa mà. Ui giời, mà đảo mình khó lắm bạn ơi, nếu mà đảo cái xoài thái kiểu này khó lắm. Ăn khó. Ăn thế nào người ta ăn ăn khó. Ăn vừa miếng xoài chứ. Anh ăn bên em không vừa miếng, ăn bên em đâu. Không, bên em cầm nó khó, bên em cầm tay xoài đi em. Ui, đùa các bạn ăn bằng tay à? Bây giờ tôi sẽ nếm thử nha các bạn nhá. Nếm đi em. Hoa quả mà nó làm mà đấy là luôn luôn nó thái hạt lựu. Không ai bao giờ thái cái miếng bảng như thế. Thật thoải mái. Hoa quả dầm, anh ăn hoa quả dầm nó cũng thái kiểu hạt lựu. Thái hạt lựu chứ ai thái miếng thế. Đầy món nhưng nó thái hạt lựu bình thường. Thế là mỗi người một thái một cách. Bên này hạt lựu bên em thái kiểu này. Không đảo đèo lên như bên kia tôi. Nếu mà thái như này thì trẻ con ăn nó sẽ dễ hóc. Ui ơi. Nó không nhả. Không, em ơi, nó trẻ con nên nó như trưởng. Ấy Phòng ơi, nếu bạn đảo lên bạn nhìn màu này. Đúng là sữa chua xoài. Các bạn ơi. Ui ơi, sữa chua xoài sao nhìn vàng vàng. Thế anh ơi, sữa chua xoài không vàng thì sữa chua gì? Em ơi sao nhìn vàng thế? Đùa anh ngọt đùa nó chứ. Đùa nhiều khi anh ngọt đây. Đính nha. Rồi đấy, trọng tài nó ăn. Phòng chấm đi, anh Hiếu nhìn anh Hiếu biết, điên quà với em nhiều anh Hiếu biết đấy. Em ơi, sữa chua anh thấy đảo sữa chua có bao giờ nó có màu vàng đấy. Chả sữa xoài sao sao sữa chua xoài chả bao giờ ấy nó bao giờ có màu sao, có sao, là màu vàng. Màu vàng. Anh em ơi, nó không có là em là thằng điên quà sữa chua nhiều nhất anh đừng có nói. Em đừng có bảo là ở quán mà nó có màu vàng đấy nhá. Thôi các bạn ơi, em ơi, không ai người ta cho. Bên kia họ chỉnh kiến ở bên họ, bây giờ tôi có chỉnh kiến của tôi. Bên kia đảo lên giờ thành có thành sữa chua thành màu cháo rồi. Cháu chó. Ảnh nói thế. Không phải như chó. Không nhìn không phải ấy đâu mà. Xong chưa? Trọng tài xong chưa? Bây giờ để thử. Không, cứ để trọng tài thử em ơi. Tài thử đi. Mà tôi nghĩ là nhan bẩn thế. Mà em nghĩ là cắt luôn cái phần thử chấm chéo đi. Chứ anh ăn lâu lắm. Anh thèm ăn thì anh nói luôn đi. Đây anh không phải là dạng thèm ăn quà như em. Thế thì anh ăn vừa anh ăn bao nhiêu thìa? Bên này thằng trọng tài nó bảo nhạt nữa, em bảo vỡ mồm. Bạn này thật, bên này ngọt quá đấy, bên này không, quá nhiều mồm luôn. Quá. Bên kia là hơi loãng. Nếu như mà phòng loãng hơn đúng không? Thật sự nếu mà phòng quán này mà bảo mà bên kia mà vẫn ngọt nữa nó thì đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà nó vẫn phải giữ được. Đúng rồi, ván sau tôi cho cả lộ ăn ông Thọ vào. Khẳng định bạn bên đấy cho lửa cái tuyết ông kèm đánh răng ông Thọ mà không ngọt quá à. Không. Bên này nó hơi chua. Bên này tại vì có xoài nguyên chất nó là chua. Xoài nguyên chất nhiều quá vào nó hơi chua, nó áp đi cái vị của sữa. Đâu, rồi. Thử xem có đúng không đã. Từ mình không nhận xét vội. Ừ. Chua thật. Chua thật, chua thật. Chí thằng Hưng nó thử nó biết, em nhận định nó phải vẩn. Tốt, không bao giờ vỡ vẩn. Nhưng bên mình là phải bảo ngon đấy. Kiểu chua phải nhắm mắt vào. Không, bên mình ngon. Ôi đi bạn ơi. Nó có mùi, nó có chất của sữa chua. Chất của sữa chua. Thôi được rồi. Chất sữa chua thật, bên này chua thật. Cái kiểu như cái cốt xoài nó nhiều quá ấy. Có xoài nhiều quá nó chua thật. Sẽ chua cái ấy đi. Phòng ơi bạn nói, bạn cứ nói đi. Tôi là người thật là đi sinh. Chứ không phải tôi là bạn, bạn nói hiền lành thế. Mày quả này mày bảo không chua tao vả vỡ mồm mày. Chua mày, thật Hương mày. Ơi, ăn xong chua hết mồm. Nào. Em liếm hết đi đã. Em mua hết cái thìa đi. Em mua hết cái thìa đi. Em mà biết quay là đúng cái thìa này cũng gãy ra một răng cửa anh. Tôi làm được điều đó. Tôi tay nó bảo chua. Mày ơi mày ăn bên này khác đi, nó khác ngay. Tôi bực không chịu được. Mày bảo bên anh mà không bảo chua nữa đi này. Kể cả cái bát này úp thẳng mặt mày ấy. Rồi. Đùa phòng, đùa bên này cũng bảo chua. Tôi. Em ơi trọng tài nó cũng chua, tôi thấy là chua. Thôi rồi.
quyết định cuối cùng vẫn là trọng tài nhá. Rồi, ok, tôi trọng tài công tài, tôi không nói gì hết. Đấy, rồi. Đấy, phòng các bạn ăn thử lại lần nữa đi. Không, phòng nó có chứng kiến của nó. Rồi, em tôi trọng tài. Ok, đấy phòng quyết định đi. Rồi bạn ơi, nói chung là vòng này đội này hơn nhá. Bên okay. này là 8 điểm, bên này 7-5. Ok, tốt, ok, hòa. Hòa nha các bạn nhá. Okay. Rồi các bạn ơi, thì qua hai vòng đấu thì hai bên nó ngang tài ngang sức nha các bạn nhá. Thì chéo vòng cuối khéo thì tôi phải mời hậu cáo lên đây chấm tiếp bạn ơi. Thì tôi áp lực lắm ạ. Vòng cuối cùng này là sữa chua thạch nha các bạn nhá. Okay, ok bạn ơi. Rồi các bạn ơi, như vậy là qua hai vòng thì đội xanh và đội đỏ đang hòa nhau. Nào. Thì đấy là Hiếu nó thả vòng 1. Bây giờ vòng này phải cố gắng vào Hiếu ơi. Rồi các bạn ơi, cũng cái này thì nó lại đơn giản hơn. Không phải xay lấy cái gọi là cái gì nhỉ? Không phải xay lấy nước cốt. Xay lấy nước cốt. Bây giờ quan trọng là phải nêm nếm này. Nêm nếm gia vị đi. Anh thấy bên kia cho nhiều cái này quá. Cho nhiều cái này thì... Cho ít thôi, mình cho vừa thôi. Cho ít thôi để nó đỡ loãng. Ừ. Vì cái trọng tài nó chấm. Anh cho vào đi, để em cho nó cái này. Các bạn ơi, khả năng tôi sẽ cho cái này thì... Tôi... Đây là nước cốt dừa nhá, các bạn nhá. Sẽ cho ít thôi. Nào. Đó. Rồi anh coi thôi, thế thôi. Còn luôn này em thử gia vị đi, em là người thử đi. Đấy, em thử đi. Tôi sẽ đảo lên và thử, anh có câu chuyện thì cứ nói đi. Em ơi, câu chuyện thì nhiều bạn ơi. Ừ. Thì như vậy là Hưng với Hiếu thì thật sự là trước kia là hai anh em thân, nhưng mà vừa cái vụ xô xát các bạn ơi. Đuổi nhau chạy vùng quanh nhà. Tôi là anh của nó cũng chém tôi rồi các bạn ơi. Vừa cũng định cầm dao nhưng mà may là xung quanh đây có mấy người bảo vệ, người ta can, không thì thật sự là thằng Hưng có án mạng. Thằng gọi là nói chung là nó không biết trước biết sau các bạn ơi. Ừ. Kiểu là ơn báo oán đấy các bạn ạ. Anh em thế nào? Cầm gậy phang nhau rồi. Còn lại phang tôi các bạn ơi, chỉ vì cái món ăn chấm điểm thôi. Thằng đấy nếu mà phải người khác ở trong cái lúc chấm điểm tôi không để các bạn. Thật sự các bạn bà cả cái đĩa này bay thẳng vào mồm nó. Tốt. Tôi thật các bạn. Thôi nhưng mà thế này cũng ấy quá. Em ơi, xinh chưa? Vẫn phải cho nó đậm đậm mà. Đậm mà không mồm thằng... Coi. Nhưng mà vừa phải thôi. Rồi các bạn ơi, ok nhá. Thì bây giờ anh thả thạch vào đi. Không, em ơi, bây giờ mình làm sao để lổi được cái thạch lên. Bên kia anh thấy nó vừa anh ngó qua thấy chìm lắm. Chìm rồi, anh thả lên đi. Em ơi, bây giờ găm cái này xuống đây không? Em xếp thạch bằng tay cho anh. À, xếp thạch bằng đũa cho anh. Xếp cho trắng ở dưới đi. Tí nữa đằng nào trắng thì nó cũng quẳng xuống. Quẳng trắng thì nó. Bây giờ mình phải để lổi xanh lên. Đấy, các bạn này. Em đừng để rung rinh như thế. Em ơi, xếp bản hoi vào, em thả thế thì không, khác gì là không thả. Nổi lên hết mà anh ơi, anh yên tâm. Đấy, quan trọng là cái này mình cố gắng ăn cái hình thức đi. Ăn hình thức là ăn hẳn rồi. Ăn rồi. Đấy. Đấy, cố gắng lần này đội tôi sẽ chiến thắng các bạn nhá. Thì là vừa đấy thì tôi thấy là Côn với cả Hưng thì đã bảo là tí nữa được 1 triệu thì anh sẽ làm gì hình gì. Em chứ bên này mấy thằng này nó bị cụt hết à? Nó không có tay, nó không làm được à? Bọn tôi không có tay, không có chân à? Ừ. Mà thằng đấy không hiểu nghĩ kiểu gì các bạn ơi. Đó. Em ơi, xếp đẹp ra thế. Ok đấy các bạn ơi. Cứ xếp xinh tươi ra là anh sẽ rắc đỗ lên trên. Anh sẽ rắc đỗ 4 xung quanh. Em ơi, bây giờ mình sẽ chấm vào xung quanh. Được chưa? Chưa, đợi em một xíu nữa. Đừng để làm rung rinh nha, nó sẽ hỏng hết sáng hết bài các bạn ơi. Được chưa? Chưa, bình tĩnh, cứ bình tĩnh em chỉ nốt. Ok chưa? Từ, bình tĩnh. Cho đủ lên, thế, tốt. Rồi, xong. Rồi các bạn ơi, giờ tôi sẽ rắc ở xung quanh nhá. Hiếu ơi, đừng rung rinh là hỏng. Em lấy cái kia gắp cái miếng này ra. Miếng nào? Miếng này để cho mình cho ra bốn xung quanh à. Đấy. Mình sẽ đấy cho nó đều vào. Ok. Gắp miếng này. Một điểm nhấn nữa các bạn này. Tốt, một cái giữa một cái nhỏ. Giữa, một cái em nhỏ. Gắp cái này tao anh cái hoặc ấn cho chìm xuống. Đây này. Rồi. Rồi các bạn này, như vậy là món sữa chua thạch dừa của chúng tôi đã xong á. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi ý kiến của giám khảo nhé các bạn nhá. Vậy là qua hai phần thi thì chúng tôi đang hòa nhau nhá. Thì phần này sẽ là phần quyết định em ơi. Cố gắng lên thắng em ơi. Thì phần này là sữa chua thạch dừa các bạn ơi. Thạch dừa thì chúng tôi đã chuẩn bị đây rồi. Thì làm cái món này thì rất là đơn giản thôi em ơi. Đổ sữa chua vào. Ok anh Giai. Thực sự là sau hậu trường vừa nãy thì tôi với Hiếu cũng đã có chút xô xát các bạn ơi. Thì Hiếu đấm tôi các bạn ạ. Anh Hiếu đấm tôi các bạn ơi. Hiếu là một thằng đùa Hiếu cục vũ phu các bạn ơi. Đấm tôi các bạn ơi, nhưng mà tôi không hiểu tại sao lại đấm lại. Tôi không hiểu tại sao hôm nay Ngọt với Phòng không can các bạn ơi. Tôi biết rồi. Tôi biết hai ông đấy rồi. Nói chung là đến hôm nay là tôi thừa hiểu rằng là hai ông đấy là đúng về phe của Hiếu. Rồi các bạn ơi.
Thì bây giờ tôi sẽ đổ sữa ông Thọ vào nhá. Đấy, thế này là vừa đấy nhỉ. Rồi em ạ. Tôi nghĩ là thằng Phòng nó cũng không thích ăn ngọt à. Phòng không thích ăn ngọt. Thì các bạn ơi, tiếp theo là sẽ một ít lốt cốt dừa nhá. Cái này mấy cái chè cháo này đa số là cái món nào cũng phải có ít lốt cốt dừa vào để cho nó thơm nó béo các bạn ạ. Em ơi, khoáng dần lên đi. Khoáng xong thì chúng tôi sẽ cho thạch nhá các bạn nhá. Đơn giản thôi các bạn ơi. Đơn giản mà. Sữa chua ăn rất là ngon các bạn. Tôi thì nói chung là sở trường của tôi là toàn thích ăn vặt mấy cái sữa chua với chè cháo này. Tốt em ạ. Rồi anh làm sao nhá? Anh được. Anh làm sao đừng cho nó chìm quá. Không, anh nghĩ là nó chìm rồi không được. Nó nặng lắm nhỉ? Nó nặng. Ừ, nó quan trọng lắm. Là mình nêm nếm gia vị thôi. Bởi vì là cái phần thi cuối này thì là món ăn nó cũng đấy. Đấy ok coi anh ơi. Ok chưa? Ít quá. Cho thêm mấy cái trắng nữa. Đúng không? Đấy. Xình luôn còn gì. Xình luôn đấy. Quá đơn giản luôn các bạn ơi. Đơn giản giờ tôi chỉ cho thêm một ít dừa khô và nữa. Ui giời. Được chưa? Được rồi. Quá đẹp vừa phải, không ít, không vơi mà không đầy các bạn ơi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đợi trọng tài đến chấm rồi nhá các bạn nhé. Thì sau một thời gian thì món sữa chua thạch dừa cũng lên bàn nhá các bạn nhá. Thì nhìn về hình thức các bạn ơi. Đấy. Đây nhìn tôi là tứ trụ. Phòng ơi, tôi bạn chấm đi xong rồi tôi nói đây là chung kết. Nhưng mà cái này nó chứ là cái chỗ này nó lệch thế. Cái đó em ơi, tôi không biết đấy kiểu dung can bên đấy kiểu chỗ em ơi đừng có nói là lệch. Không phải đấy, họ set up cái kiểu là nào, họ set up kiểu logic các bạn ơi, kiểu gọi là họ. Tôi nhìn là cái này trang trí để bên thạch đẹp hơn thôi, nhưng mà dừa tôi thấy trang trí nhiều này nó vẫn đẹp hơn. Chân phương bên thạch bên này trang trí đẹp hơn rồi các bạn ơi. Nhưng mà dừa em phải nhìn tổng quan cái ấy, bây giờ em cũng nhìn một cái như thế. Em mà nhìn thẳng vào một cái bức tranh nó phải tổng quan, nó phải tổng quan cả một bức hình. Bây giờ em nhìn vào chỉ cần một điểm nhấn, một bức tranh em mua về nhà em chỉ cần một điểm nhấn thôi. Bây giờ vẫn là nó là cái đẹp nó vẫn có. Bên này thì nó đẹp hơn cái thạch thôi, chỉ còn cái dừa. Cái dừa để anh mà không, anh em mà không phải là của anh đổ thẳng cái bát này vào mồm. Tốt. Nhưng mà dừa trang trí cân thì cũng không cân nhá. Không cân. Đấy, nó hơi lạnh con em ơi, đừng có nói chuyện em mà nhìn tôi quá chung này. Bên kia thế này không gọi là trang trí phòng rồi, thật trang trí nó phải có nghệ thuật. Anh không hiểu là trang trí như thế này là trang trí đổ vào nó xúc đất đổ vào. Bên em kiểu cơ bản thôi. Bên em món này làm cơ bản nhất. Cơ bản em quan trọng bên em làm, nhưng bên em không. Anh nói thật với em, quan trọng là ở cái sáng tạo nữa. Đúng rồi. Quan trọng ở cái sáng tạo. Anh được phun đi vào thành công nhận. Thành trang trí à? Thành khác thì cái mồ đắp mạ. Không là mồ đắp mạ hay không, nhưng mà cái vấn đề các bạn ơi, bên kia nói. Mồ đắp mạ. Bên kia họ có lý của bên họ, mà bên tôi có lý của bên tôi. Ý rằng là bây giờ bên tôi làm cái này, chúng tôi muốn rằng là nó nói chung là nó vẫn phải tập trung vào giữa này. Chúng tôi không muốn san ra gì các bạn ơi. Tôi nói đơn giản, cái cơ bản thì nói chung đội nào cũng nạp được, nó cơ bản là quá bình thường quá đấy. Anh yêu ơi, có để phòng nó chấm không? Bây giờ không, em cứ làm im mồm ở đây là anh nói. Đùa đi các bạn ơi. Em làm im mồm vào, im mồm vào. Đúng các bạn, cái cơ bản như này thì ai mà chả làm được. Quan trọng là cái sáng tạo. Vừa thì vừa sáng tạo thì vừa anh thái cái xoài đấy. Đây là sáng tạo, thái xoài dài. Thái như kiểu thanh đao em. Em nói ngay như cu rồi. Rồi máy quay và ý kiến các bạn ơi. Các bạn nhìn bên này trang trí là thế nào? Trông cũng phải dứa là bốn cái dìa nó chả thật. Ồ, trụ có sáng tạo. Bây giờ qua cái trụ này thì cái cột giữa nó mới chắc chắn được chứ. Thôi các bạn ơi. Theo máy quay là thô kịch nhá. Tôi chấm là hai bên là đều nhá các bạn nhá. Thì các bạn nếu mà bình luận đẹp bên này bấm phím 8 rồi. Còn bên này là bấm phím 7 nhé các bạn nhé. Để các bạn chấm về hình thức. Okay. Bây giờ tôi sẽ làm bên này nếm này. Nếm thì tôi nghĩ là nói thật với Phòng là tôi nghĩ là trận chung kết nó cũng khó. Trận khó cái gì em ơi, nó phải có kết quả chứ. Thì căn bản là bạn đây nó sinh may rồi này. Bạn gian lận ở cái phần thi chấm thứ hai nên là bây giờ chúng tôi mới khó. Không thì chúng tôi đã phần này là băng về đích. Vào uống không thế. Anh ơi. Em ơi, trọng tài thế nó không ăn cũng được thì làm sao? Không anh bắt nó phải ăn cái nhà như cua, không ăn nó chấm điểm kiểu gì. Không ăn lấy được chưa? Mày nói câu đấy thì nghe tao ụp thẳng cái này cho bên mày. Đây là phòng bên đây là hơi loãng hay phòng. Cái này giờ lại bảo là loãng khác gì nhau. Ấy. Không. Nó phải có chứ, không, trọng không, tài không, nó không biết. Khác gì nhau. Khác gì nhau. Ui. Nó xây hơn nhiều chứ. Trọng tài đã giơ lại lên là bảo là chẳng không nhau. Sang bên kia. Chùa gì sao? Không loãng hơn. Bên nó còn loãng hơn. Nó như nhau rồi. Bên kia nó loãng hơn. Bên bạn bên kia chưa? Không, phòng thì thực ra nó không thích ăn thạch mới ăn dừa các bạn, nó chỉ ăn sữa chua thôi. Thằng bạn tôi nó không thích ăn vặt kiểu linh tinh. Nhưng nó tôi thấy chấm toàn ăn sữa chua bởi vì nó bạch án nó đang dày. Loãng đúng không? Là quan trọng vừa mồm trọng tài rồi. Anh em mình sao vừa mồm trọng tài rồi. Không anh... không phải phòng ơi, mỗi một cái món sữa chua nó có một cái những cái vị nó khác nhau ấy. Em ơi, chứ không phải sữa chua nào nó là nó cứ đi thẳng tắt là ngọt anh, đâu. Anh em mình đều là dùng chung hết một cái mà. Em ơi, miễn sao là cứ vừa mồm trọng tài mỗi thôi. Nó phải có một cái điểm khác chứ không phải là món nào bọn anh cũng cho lửa típ đánh răng ung thọ. Anh thì không cho nhiều sữa đâu em ạ. Bên em nhìn cái loãng kia thì khả năng không đậm. Vòng chung kết này không chấm chéo nhá. Tôi mệt cãi nhau mới hiếu rồi.
Tôi chán chấm chéo, tôi chán chấm chéo. Bây giờ cứ để trọng tài. Trọng tài quyết định. Cứ bình tĩnh. Khó chấm đấy. Bạn ơi. Bên này ngọt quá, bên này nhạt quá. Này. Các bạn ơi, như trọng tài va phải rồi. Các bạn không biết trước kết quả rồi. Các bạn. Suýt rồi. Rồi đã bảo bên em ngọt đi. Bên anh cho lửa tuyếp đánh răng cái ông thọ mà chả ngọt. Không, cũng bác ngọt không nói gì nhìn đúng là biết rồi. Rồi rồi, để tôi về tôi có một ý kiến này. Một bên nhạt, một bên ngọt. Rồi rồi. Ăn đi. Ngọt đi, ngọt đi. Tôi bảo một bên ngọt quá, bên nhạt quá. Ý kiến trọng tài đi. Ý kiến trọng tài đi. Rồi. Bên này là coi như là cái vị chua chua của nguyên chất của nó không, chưa pha. Chưa không phải nhưng mà nếu mà nó thật chua là không đổ. Nếu mà nếu mà anh bảo cho thêm tí nữa bảo em. Anh nói câu đấy vào thở rồi. Rồi trọng tài quyết định. Từ nói chung là hai bên đều có thiếu sót của nó nhá, đấy vì là hòa các bạn ơi. Tốt. Rồi, bây giờ em ơi, em có muốn nhận tiền thưởng hay là bên kia hay là cho bên nọ? Suýt nè. Gơm ghét cái mặt. Rồi các bạn ơi, vẫn phân biệt bằng suýt. Rồi. Hôm trước là 2-0 trắng đấy. Rồi. Rồi, vẫn ba keo mèo mở mắt nhá các bạn nhá. Thì lại đến tay tôi ra tay rồi. Tốt, sẵn quần lên em. Em ơi, thập tay vào đít đi cho nó đỏ. Rồi. Một. Tốt. Mày ăn đi. Ăn đi. Rồi. Được. 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 Ăn đi. Ăn đi. Rồi. Một keo một. Ăn đi. Ăn đi. Cười cười. Ăn đi. Nào. Mày ăn đi, sao mày nghĩ? Mày là gì? Sao mày nghĩ ra đấm? Ra đấm đúng không? Nào. Được các bạn ơi, thì sau một thời gian trách vai tôi thấy thằng bạn Hưng tôi là một người gian xảo các bạn ơi. Gian xảo. Nó mà không phải em tôi đấm nó vỡ mồm rồi đấy. Thật. Được các bạn. Gian mạ, dạng cháo trận. Thôi, như vậy là chúng tôi đã phân hiệp thắng thua bằng quản tù tì nhá. Như vậy là đội đỏ hôm nay vẫn được 1 triệu đồng. Thì là 500 nghìn sẽ gửi tặng Hiếu. Và 500 nghìn sẽ gửi tặng Phòng. Các bạn hôm nay là chấm cũng hơi vất vả, cũng hơi khó các bạn ơi. Nếu bạn thấy video này hay, đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment ý kiến của bạn để bình luận. Một cảm ơn tất cả xem video. Xin chào.